Chân tâm tức là không khởi tâm, không động niệm, tâm thanh tịnh, không vướng bụi. Dùng tâm như vậy để niệm Phật thì thật đáng nể. Vì thế, một tiếng niệm Phật có thể diệt tội nặng vô lượng kiếp. Xét về lý là đúng. Đối với vấn đề này, chúng ta không nên hoài nghi. Vấn đề là ở chỗ chúng ta rèn luyện như thế nào. Đệ nhất tâm, việc này không thể học tập nên thư thả. Chúng ta không thể đốn ngộ mà phải từ tiệm tu. Trước hết làm được công phu thành phiền, chúng ta có niềm tin là sẽ làm được. Sau khi công phu đã thành phiền, ta tiếp tục nỗ lực dương đến nhất tâm. Sự nhất tâm được rồi, ta mới dương đến lý nhất tâm là thành công. Đây là cảnh giới mà đoạn kinh này nói đến. Khi đã đạt đến lý nhất tâm thì tội nghiệp trong vô lượng kiếp đều được tiêu trừ. Tiếp theo chúng ta nói đến đoạn: tuy nhất tâm có thể tiêu trừ tội nghiệp, song năng lực vẫn còn yếu, nên tội dễ phát sinh. Nhiều niệm nhưng chỉ diệt được rất ít tội nghiệp. Những người bình thường như chúng ta, niệm Phật chỉ giới hạn trong giới cảnh này. Sự nhất tâm không chấp trước đối với tất cả pháp thế gian, suốt thế gian, gọi là sự nhất tâm. Chứng A-la-hán mới làm được. Vì thế tuy tội được diệt, nhưng sức tu dần yếu. Nếu ta không chế ngự được thì tội chướng vẫn xuất hiện trở lại. Không chế ngự được tức là chúng ta nói ngăn không được những thứ mê hoặc, danh văn lợi dưỡng hiện tiền, tài sắc danh thực thùy hiện tiền, có động tâm không? Thật sự có thể bất động thì tốt. Làm sao có thể bất động? Quý vị phải nhìn thấu. Để biết được điều gì? Biết đó là giả dối, không thật có. Không có một pháp nào được lập trong tâm tự tánh thanh tịnh. Vì vậy giáo lý Đại Thừa nói đến vấn đề này không thể không thấu triệt cảnh giới. Thật sự rõ ràng thấu triệt rồi, quý vị xem thế gian này không giống với cách nhìn của những người bình thường. Những người bình thường cho mọi vật là thật, vì thì họ sinh tâm nắm giữ chiếm lĩnh. Can thiệp, đây gọi là tạo nghiệp. Nhất là thân tình. Lại càng không thể buông bỏ. Khi đã thực sự nhìn thấu, họ mới buông bỏ được. Tùy duyên với mọi vật, đó là tùy duyên diệu dụng. Không còn phân biệt, không còn chấp trước. À,
không còn ý niệm can thiệp, không còn ý niệm chiếm hữu, thì tâm mới thanh tịnh, mới được tự tại. Niệm nhiều nhưng chỉ trừ được ít tội, đây là việc làm của những người phàm phu bình thường.